Xin chào 500 anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của NTG Gaming. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến với nhân vật Thiên Nhậm Tuyết của bộ truyện Đấu La Đại Lục. Võ hồn là thiên sứ 6 cánh, tiên thiên mãn hồn lực là 20 cấp, vũ hồn truyền thừa đỉnh cao của vũ hồn biến. Kế thừa thiên sứ 6 trang, 6 khối hồn cốt, xung hợp thành công cả 6 khối và thành thiên sứ chi thần. Trước khi vào với video ngày hôm nay thì mình rất mong các bạn hãy bỏ ra một vài giây để like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho NTG nhé. Mọi người hãy share video để giúp cho NTG đạt 5k sub đi nào, cảm ơn anh em rất nhiều. Thiên Nhậm Tuyết, võ hồn là thiên sứ 6 cánh, tiên thiên mãn hồn lực là 20 cấp, vũ hồn truyền thừa đỉnh cao của vũ hồn điện. Kế thừa thiên sứ 6 trang, 6 khối hồn cốt, xung hợp thành công cả 6 khối và thành thiên sứ chi thần. Thiên Nhậm Tuyết sở hữu một loại võ hồn siêu cường đại, bởi vì nó xuất hiện cực kỳ ít nên cũng không có ai nghiên cứu quá sâu về nó. Thiên Nhậm Tuyết trên võ hồn này còn phụ ra thêm một loại thiên phú lĩnh vực cực kỳ cường hãn, nó có tên là thiên sứ lĩnh vực, trong đó có năng lực tịnh hóa, có thể tịnh hóa hồn lực của đối thủ. Nó hạn chế sức mạnh của đối thủ, còn bản thân thì tự tăng phúc. Khi lần đầu tiên Đường Tam cùng Thiên Nhậm Tuyết chiến đấu, Lang không có sử dụng một khối hồn cốt kỹ năng, Lang chỉ là sử dụng võ hồn thiên sứ 6 cánh. Nó đã khiến cho Lang đạt đến một cái trình độ cực kỳ mạnh. Về sau Đường Tam có thể đem song sinh võ hồn tu luyện đến trình độ nhất định, nếu không thì cũng không phải là đối thủ của nàng. Trong lần đầu tiên Đường Tam giao chiến với Thiên Nhậm Tuyết, lúc này thì hồn lực của Thiên Nhậm Tuyết hơn Đường Tam một cấp, đạt tới hồn thánh cảnh giới. Nhưng mà trên thực tế, Đường Tam lúc đó có được 4 khối hồn cốt, còn có 2 khối đều là 10 vạn năm. Với tình huống này, Đường Tam mới có thể miễn cưỡng đánh bại nàng. Điều này có thể thấy được là võ hồn của nàng mạnh đến nhường nào. Thiên Nhậm Tuyết chính là được truyền thừa võ hồn từ Đại Giáo Hoàng đời thứ nhất. Khi mà chữ phong trí dạy nàng, võ hồn của nàng lại là Thiên Nga võ hồn của Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thất. Hồn hoàn cũng chỉ là 5 cái mà thôi, khi đó chữ phong trí đã tưởng nàng là song sinh võ hồn. Trên thực tế không có bất cứ ai là hồn sư có song sinh võ hồn lại lãng phí tương lai và tiềm lực của mình như vậy. Thiên sư 6 cánh cùng với Thiên Nga võ hồn bản thân có chút cùng loại, chỉ là số lượng bất đồng mà thôi. Trong một cháp của truyện chữ thì Thiên Nhậm Tuyết có thể hóa trang thành Tuyết Thanh Hà. Điều này là do nàng có một khối hồn cốt 10 vạn năm cấp bậc, mà khối hồn cốt này có kỹ năng chính là ngụy trang. Ngụy trang thân thể cùng biến hóa giọng nói, thêm nữa còn có thể ngụy trang cả võ hồn. Có điều là khối hồn cốt này phụ gia hiệu quả còn chưa đạt tới trình độ 10 vạn năm. Điều chứng minh đó chính là nàng vẫn còn phải đeo mặt nạ. Nếu không mà nói, nàng thậm chí ngay cả mặt nạ cũng không cần mang, hoàn toàn có thể thông qua ngụy trang kỹ năng tùy ý thao túng biến hóa thân thể. Năm 29 tuổi, hồn lực đạt tới cấp 70, thật sự là thiên phú dị bẩm, thậm chí không kém Đường Tam. Trong Vũ Hồn Điện có 6 khối hồn cốt, chỉ có người có võ hồn thiên sứ 6 cánh mới có thể sử dụng. Mỗi một khối đều là 9.999 năm, chỉ kém một năm thì là 10 vạn năm hồn cốt. Chưa từng có ai sử dụng được đồng thời 6 khối hồn cốt này. Nhưng mà phải sử dụng cả 6 khối hồn cốt này mới kích hoạt chúng tăng đến cấp bậc tu vi 10 vạn năm hồn hoàn. Vì thế mà trở lên giống như thần tồn tại, 6 khối hồn cốt này được xưng là thiên sứ thần trang. Nếu như muốn sử dụng 6 khối hồn cốt này, đối với hồn sư yêu cầu phải cực kỳ phi thường. Chẳng những phải có được võ hồn thiên sứ 6 cánh mà phải có cả thiên phú cực kỳ cường đại thì mới có thể được chúng đồng ý. Trong trận chiến giữa Giáo Hoàng Thiên Tầm Tật và Đường Hạo, Giáo Hoàng Thiên Tầm Tật thua trong tay của Đường Hạo chính là bởi vì bản thân của hắn thực lực có vấn đề. Hắn mặc dù là võ hồn thiên sứ 6 cánh, nhưng khi đối mặt với Đường Hạo thì lại gãy cánh. Mình chỉ có thể khẳng định lúc này trên Đại Giáo Hoàng Thiên Tầm Tật, số lượng thiên sứ thần trang có được tuyệt đối không vượt quá 3 khối, thậm chí có khả năng chỉ có 1 khối hoặc là 2 khối mà thôi. Trên thiên phú và lĩnh ngộ của tuổi, Thiên Nhậm Tuyết so với Đại Giáo Hoàng Thiên Tầm Tật thì mạnh hơn rất nhiều. Nếu như 6 khối hồn cốt này đồng thời được sử dụng, thì nó sẽ hình thành các loại năng lực của hồn cốt khải giáp trên người. Hơn nữa thì hiệu quả tăng phúc kinh khủng đạt đến trình độ mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Có thể được so sánh giống như là thần tồn tại. Tuy nhiên muốn có được thiên sứ thần trang thì cũng không phải là dễ dàng. Nếu muốn hấp thu hồn cốt cuối cùng cũng phải đạt đến điều kiện chính là hồn lực bách cấp. Cái này quả nhiên là một điều kiện ngặt nghẽo. Tại trong lịch sử hồn sư dường như chỉ có trong truyền thuyết mới có chuyện như vậy tồn tại. Hồn lực đạt trên 90 cấp, muốn gia tăng một cấp đều cực kỳ khó khăn. Nhất là sau 95 cấp lại càng gian nan và hiểm trở. 99 cấp mà muốn tiến nhập vào bình cảnh 100 cấp thì là một điều khó mà tưởng tượng được. Thiên Nhậm Tuyết đã được Thiên Đạo Lưu hiến tế, và rồi truyền thừa trở thành thiên sứ chi thần.